đây rồi. Ui dồi ôi, ôi 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 ôi. Gì đấy? Ui dồi chép. Cái gì đấy? Ui ui ui. Chép hơn à? Chép chép anh ơi. Để em đi đến vườn nhá. Ui ui. Ui. Chép to. Con này nhiều tiền lắm à. Ui. Về chưa? Quá đẹp luôn. Ê. Thì em lấy xiên nó đi lỗ thôi. Hôm nay điểm câu đây là giữa cánh đồng. Bây giờ đang mùa cầy ải, chắc khoảng là một tháng nữa là bà con đi gặt. Hôm nay cái sông này, kênh con này có vẻ nó hơi chảy, chắc là thính là cho ít đất. Xưa ở quê tôi thì hay có những con kênh nhỏ nhỏ này giữa cánh đồng dẫn nước. Đây, cái nước nó hơi chảy thấy đất rồi. Đây gọi là đất thó này. Đất thó này ngày xưa là hay lấy để là lặn pháo ấy, pháo đất. Chưa thấy tầm, chắc tầm dọn này rồi. Nước chảy này mình phải ném ngược sang dòng nước khoảng độ gần mét. Đây vẫn câu em vài mồi ngũ cốc quá nhé. Cốc thì pha trộn như nào thì tôi đã chia sẻ nhiều rồi. Hôm nay là vào việc luôn. Ngày đi đây hơi muộn, bây giờ là gần 1 giờ rồi. Anh thủ câu lấy mấy tiếng. Không biết nó cắn không. Khá ít. Vẫn bồi bài bộ câu chép mùa đông rồi. Giới thiệu với bác rồi. Xa ra nó chảy mạnh lắm đấy. Em thấy ngay cái đầu kia hình như nó nhiều cá hơn phải. Cái chỗ mấy cái vó ấy. Thế đấy con liệu có sâu hơn đây không anh? Hay cũng thế. Tầm kia chắc toàn thuận bẻ nhỉ. Ngắt dây bảo hiểm vào.
gì ạ? Đây rồi. Ui dồi ôi, ôi 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 ôi. Gì đấy? Ui dồi chép. Cái gì đấy? Ui ui ui. Chép hơn à? Chép chép anh ơi. Để em đi lên vượt nhá. Ui ui. Ui. Chép to. Bỏ ô ra quý ơi. Cầm máy quay. Chép sẵn à? Ui. Đang vượt đâu vậy, không ngang à? Ui chết rồi. Mất à? Mất rồi. To thế. Kéo bé quá. Kéo 0.8 hay 0.6 ấy. 0.8 vẫn đứt rồi. Mất hàng rồi. Ê. Tiếc quá bà. Cày thật. Con đấy phải được cân đấy. To vãi cả trường. Đứt thẻo quá. Ai. Cái thật. Dựng cần thế mà nó vẫn bò không đỡ được quả đấy. Khỏe quá. Ôi giời ơi. Con này nó bò căng quá. Còn đấy phải chắc phải một chấm mới bắt được nó. Nó bò kinh quá. Hả? Ừ, con này cần hơi cứng. Cái cần của tôi hôm nay cứng quá. Cần này 5H. Nó mềm thì cũng thì bắt được. Nói thật. Thì trong tập này tôi lại dẫn các bác đi câu cá tự nhiên. Thì cái điểm câu hôm nay nằm ở giữa một cánh đồng. Cánh đồng này thuộc xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Thời điểm hiện tại là lúc mà bà con đang phơi đất cày ải, làm đất để cho vụ chiêm xuân. Cày ải thì giúp lúa ít sâu bệnh, giúp đất tơi xốp, hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong đất tốt hơn. Nhờ đó thì giúp lúa sinh trưởng và phát triển nhanh, ít bị sâu bệnh và cho năng suất cao hơn. Ở cánh đồng này thì có rất nhiều con thần lằn. Trên đường vào đây thì tôi bắt được một con thần lằn con. Tôi cũng không biết nó là cái giống thần lằn gì. Thì bắt về để cho con trai nuôi. Điểm câu hôm nay thì nước khá là nông. Nó rơi vào trên dưới 1 mét nước. Có chỗ nông nó chỉ 7-80 phân thôi. Tôi cũng nghe nói là ở đây có rất nhiều cá giếc. Có những cái hôm mà dở rời thì cá giếc nổi rất là nhiều. Nhưng mà do cái sông rất nhỏ và hẹp, cái chiều ngang chắc nó chỉ có những chỗ nó chỉ rơi vào chưa đến 10 mét. Cộng với cái việc ngày nào ở đây thì người ta cũng kích điện. Vì thế mà câu cá ở đây rất là khó. Tại vì khi bị kích nhiều, con cá rất là nhát. Nó ăn rất là nhẹ. Nhiều hôm nếu mà thời tiết nó không thuận lợi thì nó còn không ăn luôn. Thì ban đầu khi mà câu thì nước khá là trong, nhưng sau đó thì các bác có thể nhìn thấy là cái nước có cái nước bùn chảy từ trên mương nhỏ ruộng xuống. Hai cái dòng nước này nó hòa vào nhau tạo ra một cái nước rất là đục, nên là việc câu nó rất khó hơn rất là nhiều. Được cái khi ngồi giữa cánh đồng thì không khí ở đây rất là trong lành, lâu lâu thì lại có cái cơn gió thoảng qua, thêm chút mùi của phân trâu phân bò. Cái mùi này thì
ở thành phố là không có. Anh em ngày xưa ở quê thì không lạ gì với những cái mùi như này. Những nơi như này thì rất là phù hợp với những người mà thích yên tĩnh, thả hồn vào thiên nhiên để quên đi hết những cái muộn phiền mệt mỏi của cuộc sống. Năm nay thì các bác biết rồi, kinh tế rất là khó khăn. 1-2 năm nay sau Covid, kinh tế của tất cả các gia đình hầu hết là giảm sút rất là nhiều. Công việc ít đi, làm việc căng thẳng hơn. Nên khi chúng ta đến những cái nơi như này, cảm giác rất là thoải mái, lại có thêm động lực để là tiếp tục chiến đấu cày bừa kiếm tiền nuôi gia đình. Hôm nay đi câu thì cá nó cũng không ăn lắm, thì mất một con cá chép khá là to, chắc nó cũng phải trên dưới 1 cân. Câu thì được gần chục con cá giếc, không có nhiều pha dòng cá để các bác xem thư giãn. Nhưng mà các bác biết rồi, hay theo dõi kênh của tôi thì đều biết một điều rằng là với tôi đi câu cá thì không phải là câu được thật nhiều cá để chụp ảnh khoe chiến tích hay gì đấy, mà quan trọng nhất với tôi là sau mỗi cái chuyến đi ấy, tôi lại có thêm một cái điểm câu mới để chia sẻ lại với mọi người. Những cái điểm câu tự nhiên mà bây giờ không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được. Thông qua những cái video thì đưa mọi người đến khám phá những cái miền quê, những cái vùng đất rất là tươi đẹp của đất nước Việt Nam mình. Năm mới thì chúc các bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hẹn các bác ở những cái video tiếp theo. Tạm biệt các bác nhé. Chúc mọi người câu được thật nhiều cá. Đi. Xin mời đi.